Chết. Không lát đi sao? Lát chi ta luôn. Trên Nam Mỹ cấp 1 nó nghe. À, đây là được cái bị khủng á. I ain't a good man, but I'm close enough. Try this on. Nope. Nó thà kiểu nó ăn cái, ví dụ như nó đánh từ đầu tới cuối nó ăn không nói, cái mình bắn 3 viên cái vô nó quýnh thường cái. Này em phải xếp tui, xếp tui mệt với tui á. Rồi, được rồi, được rồi. Cường ơi, tới đây vui, Cường ơi. Đúng, nó hát não làm gì? Nó giết gì đó đánh vậy, mình phải biết mình không hát não nó chứ ta. Này, phối hợp với anh này nhật. Thằng đi, né nữa. Xem vui lẹ, sắp ra, sắp nó có gờ. Nope. Ok. Sắp ra, chẳng đi, chẳng đi, hết e, chẳng đi. Bút e là giết nó luôn nè. Né, ai da, né là cái quỳ tao mạng à. Né là cái quỳ chứ khai, dính cái quỳ tao mạng. Né, lách né. Rồi dính không chết, ơi né. Ừ, hay, nice. Nó né quỳ, nó cây sức, nó quên tính cây sức hoài. Kỳ giờ đánh giải cũng ít, ít người đánh ở đây gặp sức á. Lâu rồi cũng không quên, quên hay quên. Gước hay quên này nha, quên hoài là trả giá nó đơ ơi. Ừ, gánh nó chuẩn bị gà đẹp đúng không? Tớ thùi không biết nó có gà không? Chắc không gà. Frontiers, whatever you want. Oh. Ừ. Ôi. Ôi, cô đơ mà. Ây da, ây da, ây da, mắc, mắc. Chết. Gá tao bằng gờ nè. Không lát đi sao? Lát chi tao luôn. Tính quy két nhưng mà đâu có được. Tìm gà sau lưng nha. Gà tới rồi. Trời ơi.
tông cái gợi ác ác chí. Leader cho tôi hỏi Lucian đi với kèo bên kia là Genesis và Gum thì xử lý sao vậy? Vì bắn bao nhiêu con Gum nó che hết sao anh Tê thì dính chiêu của Gum chậu kèo nó dễ điên chứ. Kèo Lucian 50 mà gặp Genesis và Gum mà kiểu chú phi luôn ấy. Kiểu mình công nó được mà mình quýnh farm hoài cũng được, còn nó chỉ có thủ thôi chứ nó không có làm gì được hết. Vậy kèo đó chú bơ mà. Meta tam hợp nha. Rồi thì mình có canh dành nè. Rồi mỏm nữa, điêu nữa. Từ hồi xem đơ từ cao thủ xuống mạch kim nó nghe hay xạo rồi. Cao thủ xuống mạch kim thì cả một quá trình luôn, quá trình dài á. Mới xem chim đơ hôm qua mà xạo. Ngồi tôi nghi nhìn năm này cho tôi nghi chắc ông không, cũng không biết luôn á. Trời. Trời ơi. Ok. Gen Liên Minh hả? Đang chơi Gen Liên Minh đúng không? Trời ơi. Anh này nhảy méo nữa chứ. À, e đúng rồi chứ đâu. À không phải chứ đâu mà chạy được. E trúng cái nó tàn hình. Cái mình lui lại. Nếu mà nó có lát thì mình chết, nó không có lát thì mình sẽ chọi nó một cái, xong nó hết máu nó phải lui về. Nice. Vậy nó không có lát thì phải nó chết với mình. Trường hợp xấu nhất thì mình cũng không chết. E góc dở quá. Coi xe lá chứ nó được. Phun đồ đánh phun đồ ngã phải con Raven này phun đồ quýnh con Sion chứ được. Trời má khi dính nó bỏ hả?
À, từ cái chính nhảy người đam xe on rồi tới gì win giỡn hả? Di được, di được, di được, di được. Ui xin lắm không có đồng hồ. Hay à, hay nha. Được ấy, được ấy. Đớp, đớp không nghe chạy. Á à, hay nha, dở rồi. Ờ, à, ngon. Khai dết xuống đây, khai dết xuống đây. Chuẩn bị tới sao. Nó bị dết bắt rồi. Xuống tới mắt tôi cái gì xem trên đường đi viện vết mắt hay nè cho nó gọi Sion nữa các ừ ngon nice đồng hồ trước mặt không lát thấy nai sừ rồi nha không men được luôn chứ ồ mạnh đấy mình đi này cái like sub cho đâu nha mình thêm nhiều.